chám là cho nó sạch. Rồi từ từ ha. Vậy là tiết kiệm cho ông thầy và sư phụ mình rồi còn gì nữa, đúng không? Càng làm là càng phải chi khu và chi, đúng không? Ừ. Thôi để vậy đi ha. Thầy làm đẹp chứ, để mấy cây mai, mấy bông không có mai thì bông thọ hoặc cây sống đời. Là mấy cái chậu này trồng cây vô phải không thầy? Ừ, đúng rồi, trồng mai với trồng đào. Để cái nó đẹp. Để mấy YouTube phụ thầy lăn cái cống này sát vô kia cho nó sạch chỗ này. Để Tết ngồi uống nước nước hay gì đó, hay là gỡ xe đồ đó. Nó mua gạch hết 1 triệu bạc á. Mua hết đống đó thiên luôn á. Đó, có xài gì qua lấy đĩa của anh nó đoạn nghiệp. Đệ tử này. Thầy năm nay là trang trí bông đẹp rồi thầy. Làm thầy đang bày trí tất cả các chậu xung quanh chùa nha. Đó. Đẹp quá đẹp rồi thầy. Kiếm ra luôn kìa. Phân á ta trồng ta lấy rễ, ví dụ như cây bông sứ này kia ta nhổ lên cho nó nhẹ là ta làm cho trấu. Với những cái này kia rơm rồi ta để chi bông nó ra lễ to phình to, và ta lấy rễ ta nhổ lên dài rẹ. Còn mình trồng cái gì lâu á, nó trồng cát càng nhiều càng tốt, cát nó sẽ đỡ tứ hơn và nước nó mau, nó sẽ mau rút. Còn mấy cái chậu ở phía đó thì sao này? Gì không có kê gạch hả này? Kê hết chứ, nhưng mà để tôn dựng lên hoặc để lên tôn. Thầy đang nghiên cứu làm sao trang trí đẹp. Đẹp bên đây hai bên hết. Quay lên vừa cây sa lan nở tới Tết ha. À, bông này bông kia rực rỡ. Năm ngoái rồi thầy làm để trang trí luôn hết. Đây YouTube là phụ thầy nè, chặt cái nhánh này nè, quay phim cái nó thấy má nóc chùa không hết. Chặt cái nhánh này che. Chặt bớt cây sa la hả thầy? Vòng quanh giờ cái trên nóc nhà với mấy cái nhánh mà sát vô chùa để mình mốt thầy làm ở đó là cái gác á, nhà sàn. Để lên trển nó uống cà phê hóng mát. Để cho đẹp. Nó phát lại phát tài phát lộc không? Thành công nữa thôi nha. Ừ. Muốn nó tải á, chứ đừng tải vô. Ừ. Rồi mấy cái chậu này sao thầy? Mà mình để nhiều quá nó cũng không đẹp thầy. Thấy để nhiều quá chắc nhiều, để nhiều để vậy cho mày để xe Honda vô hả? Ta cấm để xe Honda để đậu xe dạ. Để dọn ra là tụi bay để xe Honda trước chùa, sao chùa nào mà để xe cả đống rồi tập trung khách đông. Giờ đến chùa là không được đậu xe trước cổng chùa, mà không được để xe trước cổng chùa, phải gỡ nhà kế bên hoặc là kiếm chỗ nào gỡ rồi đi chùa. Mày đến bất cứ cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, cái nào mày có cái này xe mày đi gỡ xe mày mới vô. Đi chợ cũng vậy, không phải có bãi giữ xe rồi mới lại mua bao mua sắm. Còn đến chùa thì phải gỡ xe ổn định. Chùa nào có chỗ đâu mà không lẽ mấy em phải chùa đi giữ xe. Nên là cái này là hành lang đất của mình, nhưng mà mình không có để kiển để làm bông cho đẹp không. Cái gì? Zalo, TikTok, Facebook chưa? Ừ. Xong chưa? Xong chưa? Cái mà xong chưa? Bút nữa cái rồi. Này mấy chậu này tính trồng gì thầy? Gì? Mấy chậu trống nè. Ừ. Ở nhà thì thầy trang trí chậu kiển đồ rất là đẹp ha cả nhà ha. Đó. Trồng này có chốt rồi, có bông. Ở đây cây thầu trồng cây sống đời nè. Hình như ở đây cây gừng phải không thầy? Gần mai đó. Trong kia mai thầy cũng chưa làm xong nha, cũng có rất cần nhiều người lại phụ thầy để xỏ bông, để làm mấy cái bông cho nó đẹp. Thầy bán con chai nước rồi thầy. Rồi chỗ lấy nãy giờ cũng mua mở hàng. Từ sáng giờ chưa mở ai mở hàng hả thầy? Cũng thấy ghét tới rồi mày lấy nước liền. Mày có bao giờ vô cái tiệm cà phê nào mày uống nước hay chứ? Mày ngồi dưới hàng cũng đuổi. Vô bán ra là phải uống nước liền. Còn thầy giờ tao bán nước. Hồi nãy con thấy thầy bận à. Không dám kêu. Bò cụm hay nước ngọt? Dạ nước nào cũng được thầy.
Nói kiểu này thiệt. Bò cụng đi. Rồi nó cụng cái nào rõ ràng cái lấy cái này cái mày đổi cái kia. Rồi, thầy thầy ơi thầy uống bò cụng luôn đi thầy rồi con gửi tiền luôn thầy rồi, là hai thầy trò mình thỉnh kinh luôn hai thầy trò mình uống luôn thầy mày uống mày tặng thôi nó tặng mình, tặng, tặng. Lo uống mày nói đại gì mình nói đủ trò đủ chề nè rồi con cảm ơn thầy. Đó thầy làm tẩy luôn nha đàng hoàng thầy làm tẩy đá đàng hoàng luôn thầy. Rồi con cảm ơn thầy thôi. Ừ, mày ra ngoài bụng giờ mày kêu tao mở cửa cho mày uống. Uống là phải làm mai à. Dạ. Để cửa phải làm mai. Họ không có ngõ kia thì không mà cũng sợ lắm. Sợ gì thầy? Mày ngồi gốc cây kìa. Ngay đó mày có khách tới mày quay lén luôn cũng được. Phải không? Dạ. Đến giờ thầy nghỉ nó lắm động không? Đi ra đi vô lắc kêu nữa cái tự nhiên thầy thức giấc đang mới kêu thầy không ngủ cái. Mày kêu. Rồi còn mày qua thì nói thầy đang nghỉ trưa đợi một tiếng nữa đi. Ví dụ như vậy, 1:30 mở vậy giờ bữa nó làm cho thầy cái bảng là mấy giờ đón tiếp, mấy giờ nghỉ trưa, mấy giờ rõ ràng. À, thầy muốn làm cái bảng gắn ở đâu thầy? Gắn này, bảng vàng hay gắn cái này nè. Bảng gắn y chang vậy để là giờ tiếp khách. Phải không? Dạ. Giờ tiếp khách là sáng là 7 giờ mở cửa, tới 11 giờ. Rồi giờ nghỉ trưa 11 giờ đến 1:30. À, 1:30 mình sẽ đón tiếp tới... tới 6 giờ tối. Rồi 6 giờ tối thầy tụng kinh thì xong thầy đóng cửa ra tới 7:30 mở cửa cho đến 9 giờ tối. Hơn giờ làm cái bảng giống như vậy đó làm thầy. Đúng rồi, cái gì cũng phải tiếp khách rõ ràng cái này. Rồi giờ nó lại giờ cái nó kêu uống. Thầy. Còn cúng dường phải trước cái giờ đó. Phải không? Đúng rồi. Cái gì cũng vậy nó có phải có nội quy với thầy. Dạ ha, đúng không thầy? Thầy xuất hiện ngay nữa rồi. Thôi thanh niên đến kiếm thầy nữa. Sao toàn là thanh niên đến kiếm thầy giang hồ kiếm không phải dài. Trời ơi. Tình yêu kiếm. Chưa một lần mối tình mà tình yêu chưa gì cho thầy sung sướng. Toàn giang hồ bữa đời rồi kiếm. Đúng rồi, lang thang với bụi đời không. Chưa thấy làm cái ăn gì. Người ta báo chí tụi bay thầy báo đời nè, rồi lang thang tự nè, lang thang đường phố nè. Lang thang Sài Gòn nè, lang thang Bình Dương nè, lang Củ Chi, tàn à lang thang tụi đời, cuộc đời lang thang và đau khổ chưa bao giờ một lần ở nhà. Tất cả kênh YouTube là đều sống quay đường, quay chợ, đầu đường, xó chợ, hầm cầu, hầm cái gì? Hầm này hầm kia không? Hầm cái dồ. nó khổ nó mới kiếm lên thầy, nó khổ nó mới đi ăn, nó đi kiếm ăn thầy. Dạ thôi thầy cũng giúp đỡ cho nó người ta khổ. Ở vậy mà còn chưa biết điều nữa. Nó không có biết điều với thầy. Ta nói biết điều thì nước chè chảy hai chiều thầy. Đó ai kiếm mua đồ gì hả thầy ha? Mua đồ gì. Ơi thôi chúc buổi trưa khỏe giờ thầy đóng trưa, ăn cơm trưa thầy nghỉ giải lao. Từ 11:30 cho đến 1:30 thầy mở cửa tiếp. Thì ai thì đúng giờ thầy sẽ tiếp khách tiếp. Chứ các con đừng có làm phiền. Giờ thầy có nghỉ ngơi, thầy nghỉ ngơi, thầy vẫn có đi sức khỏe và chống cự với virus. Rồi chống cự với thầy nói từ sáng tới chiều. Ai cũng có học ăn, học nói, không có học mở. Nhưng mà giờ không cho thầy nghỉ ngơi đâu được. Một ngày ít nhất nghỉ từ 1 tiếng đến 1:30. Sao thầy cũng đang cái chua người ngoài cổng nữa đi. Đừng cho mày phát. Và cái mặt bay ta đang ngủ trưa mày bấm mày ren ai ngủ. Mày lịch sự quá. Có từ khi mày làm cái hộp vậy nè thầy khóa luôn cái đó để lá rồi còn tới giờ làm việc rồi á thì mở cái ra cho mày bấm chứ mày mà nít quậy rồi tới người lớn cũng quậy luôn bấm cái đen tối ngày sáng đêm không thầy không có cái chuông mà thầy mua cái cơ quan á là tao có khi tao thêm hai cái đó. Người bảo vệ nữa một cái đèn xoay màu đỏ phải không bấm chuông là nó xoay khi đó. Giờ hành chính mày bấm mà giờ tao nghỉ trưa là bảo vệ la liền còn giờ tôi chưa có bảo vệ giờ làm hai hai cái khùng bảo vệ nè hai lính hai bên đi giống như đại sứ quán với cơ hậu pháp á thầy chân họ hai cái hậu pháp á còn không là kiếm hàng bảo vệ thầy hai bảo vệ đúng rồi kiếm hai bảo vệ chứ cứu hơn thằng bán giấy số thằng bán kem hai khùng thì cũng nó vừa bán đây nó vừa bảo vệ thầy vừa bảo vệ mà ở trong để khùng kem không ai biết hết không kem anh cái nó móc ở dưới ra đúng không cái tủ ra còn kia báo cái số thì lát anh mua số cái nào lấy ra số mấy nhưng mà bảo vệ nữ được không thầy bảo vệ nữ cho nó xinh đẹp được không thầy gì kiếm bảo vệ nữ được không không vậy tiêu chuẩn bảo vệ nam là phải làm sao thầy
Mét 8 hả thầy? Mét 7 trở lên. Rồi cận nặng khoảng 7 đến 100 kg trở lên. Có cần 6 muỗng hả? Có cần 6 muỗng hả? Rồi, nó không tập tạ hay nó không 6 muỗng nhưng mà có tập tạ. Nó gồng cứng đơ. Cắm đầu xe trước mà cổng. Ừ. Cầm quá nói. Để chùa phải để bên hông hả này. Ừ. Giờ thầy vô nghỉ hay sao thầy? Trời ơi. Trời ơi. Ôi thầy. Trời ơi. Vô muốn ngồi luôn phải không? Nó cũng cò kè có nghe. Nó cò hào tiếc núi nó vô nữa thầy. Nó yêu thầy có nghe không bao giờ khả khứ. Cứ câu yêu cô ai hoài vậy. Chào mà thôi từ từ chút nữa đi. Sướng lâu lâu nữa. Cứ nói vậy hoài. À, không cái tá bà đó chả chả nước kìa. Cò kè có ghé là hoài. Lấy cái lon trà làm ly đúng nước cũng được nữa. Mấy trà một cụm này nè, người ta trà cái đầu cái lấy. Trồng cây sống đời. Mua nước xong chưa uống nè. Dạ dạ con để con uống nước rồi thầy. Rồi 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 con để con uống rồi thầy. Bao bao cho nó ly nước suối cái công nó làm này. Rồi bao bao luôn nha. Ghê không? Làm kính công rồi thầy. Ăn thạch ếch. Ừ. Mà chưa gì ly bết hả? Ừ. Con tài Zalo. Hết pin nhỏ luôn nè, không còn cục nào luôn. Thầy vô Facebook, Zalo với lại thôi được luôn. Rồi, hiểu rồi. Okay. Quá. Nhờ cái giùm mình với thầy quá trời. Thấy không? Nó đến nãy giờ cúng dường cho thầy mà không còn tiền để mua nước uống luôn. Thôi kệ, tình cảm hơi lang thang tự. Rồi thôi giờ để cho thầy nghỉ chưa. Lang thang tự gì không? Mày hết chùa này tới chùa kia, đúng không? À, thầy cứ để nước đó lát rồi con uống. Thôi lát. Uống cho hết. Ờ giờ thôi uống hết rồi đi mới đi phải không thầy? Ly đem qua còn ở nhà bỏ vô cái tay vô đây nè. Thôi rồi con lấy cái lạnh này mà cái đó lạnh. Đó để đây cũng được nè. Cái này coi trên mạng.